Hồi ký chiến trường ca. Tác giả: Đại tá Lê Đình Tài. Cựu chiến binh Trung đoàn 866, Sư đoàn 31. Phần 10. Chúng tôi chiếm cao điểm 94. Địch ở mỏm còn lại trên cao điểm 119 bắt buộc phải rút. Mấy ngày sau, Toán Anh Cộng đã tìm được Bình và Thắng để đưa về đất mẹ Việt Nam. Để lấy được hai thằng, Hợp đã bị thương vì chúng mình. Thời gian này C5, C6 cũng đánh lấy lại được cao điểm 159. F320 cũng đã làm chủ các cao điểm 200, 202 cùng với các cao điểm 159, 119, 94. Chúng tôi mới chiếm và các cao điểm cũ của ta là 105 Bắc, 105 Nam, 62, bình độ 50, tạo thành một vòng cung liên hoàn, phòng ngự vững chắc để chuẩn bị cho mùa khô. Tiểu đoàn bàn giao các chốt cho ai 28 rút ra đóng trên ngoài địa phun Kanda, lại tiếp tục đi cải thiện nhưng không dám đi đâu xa. Tôi phải viết bản kiểm điểm vì tội không nhận nhiệm vụ. Quan hệ lúc này giữa ta và Trung Quốc rất căng thẳng họ đã ngừng viện trợ và rút chuyên gia về nước. Trong quân đội, số cán bộ người Việt gốc Hoa được cho ra quân. Cán bộ học ở Trung Quốc về cũng không được trọng dụng nữa. Trung đoàn có trung úy phụ, người Hoa cũng phục viên. Hồi ở Lào, anh là C trưởng, huấn luyện bổ sung chúng tôi. Trong đại đội có anh cư người Thanh Hóa, nhập ngũ tháng 5 năm 72, lính của D7, sang làm văn thư, ăn cắp rất nhiều ba lô của tân binh có lần bị lính phát hiện vây đánh anh phụ đã báo động đại đội thuyết giảng kết thúc anh thách cậu nào giỏi tay đôi với tôi lính sợ kỷ luật quân đội nề đại trưởng nên tha cho anh cư một hôm sư đoàn được tin thám báo địch đang luồn vào để tập kích phẫu tiền phương liền lệnh cho đại đội ứng cứu khi chạy đến lùng sục khắp nơi không thấy gì đơn vị chốt xung quanh để bảo vệ hai ngày sau Bê tôi được lệnh dọn phát quang một vùng đất trống rộng khoảng 500 mét vuông ở sát phẫu để trực thăng hạ cánh, chở thương binh về Tân Sơn Nhất. Chúng tôi đốt bốn đống khói ở bốn góc để làm chuẩn. Đúng giờ, chiếc máy bay vận tải cánh quạt vè vè. Bay đến chỉ lượn một vòng đã đáp xuống an toàn. Máy bay to dài như căn nhà ngói năm gian. Tôi không biết loại gì, nhưng xếp được 6 đến 70 thương binh nằm ngồi. Số đưa về Việt Nam là loại bị nặng, phải khiêng cõng. Nhiều người trần như nhộng không mặc được quần áo. Trên máy bay có ba người hộ tống, trong đó có một nữ rất trẻ, có lẽ là y tá. Khi mấy anh trần chuồng được cáng lên, số thương binh nhẹ đứng xem ồ lên trêu chọc. Lúc đầu em ngượng ngập, lấp ló ở cửa, sau đó xuống đất thản nhiên, đến từng người nhóm ngó kiểm tra. Đó cũng là một sự dũng cảm. Mấy ngày sau, đơn vị quay về chỗ cũ. Mờ sáng ngày 19 tháng 9 năm 78, tiểu đoàn điện chỉ định tôi đi trinh sát, nhưng do đang đau bụng nên thằng Đinh Dũng đi thay. Hắn mang b 40 cùng bốn quả đạn theo sự phân công. Khoảng gần trưa hôm sau, Dũng vác súng về, mặt bơ phờ. Gặp tôi nó nói liền, ông Hợp chết rồi. Tôi theo hắn lên hầm đại đội, hóng chuyện. Hắn kể, Sư đoàn tổ chức cho cán bộ E-866 đi trinh sát địa hình, khu vực chốt của E-922. Đoàn gồm từ C trưởng trở lên, mỗi D có thêm 1 đến 2 B trưởng đi cùng. Có lẽ là số sẽ lên cán bộ C. Lúc đi đã được E-922 cử lực lượng thông đường. Khi trở về đến chốt D-4 sang chốt D-5, có 5 trinh sát đi trước đến anh bảo chủ nhiệm hậu cần E. Anh hợp tham mưu phó ép rồi đến hai ba vệ binh. Kế đó là anh Tiến Dâu, C trưởng C2, D1, mang AK, và hắn mang B40. Số cán bộ đi sau cũng chủ yếu mang AK. Trinh sát đi trước không thấy mìn. Anh Hợp đi sau phát hiện dây mìn, ra hiệu cho bọn Đình Dũng lùi lại và lần dây tìm mìn. Đang lần dây thì địch bắn. Trinh sát trúng đạn. Anh bảo lao vào ụ mối trúng mìn nổ. Anh Hợp giật mình cũng làm mì nổ. Do không ai chỉ huy nên là cán bộ cả nhưng bỏ chạy toán loạn về D4. Thằng Dũng và thằng Tiến trụ lại. Dũng bắn hết 4 quả B40 rồi chạy nốt. Tối ngủ ở D4, những người hy sinh nằm trong tầm kiểm soát của địch vẫn chưa lấy được xác. Anh bảo vốn là tài vụ dạy tôi. Về kế toán khi học hậu cần ở cánh đồng chum, anh có khiếu kể chuyện khôi hài. Giờ dạy của anh bao giờ học viên cũng được cười no bụng. Có lẽ anh đi trinh sát để lên kế hoạch đảm bảo hậu cần cho trung đoàn. Lớp hậu cần năm đó theo đơn vị vào Nam có đến chục người, nhưng đã hy sinh, mất thắng, sơn còng, quê Đô Lương, Minh quê Yên Thành, Sáu quê ở Thanh Hóa. Anh Hoàng Đình Hợp, người nùng ở Lạng Sơn, đi bộ đội thời đánh Pháp là trung đoàn trưởng E-866, đánh Mỹ hồi ở Lào. Khi đào cây ở Kiên Giang, thấy anh Xuân chiến sĩ C8 đi chân đất. Anh gọi vào cho đôi dép dọ liên xô. Kiểm tra đơn vị thấy lính rách quá. Anh cho cả bộ tô châu mới rất giá trị hồi đó. Khi C7 bị vây, mất liên lạc giao ban, anh đã khóc vì nghĩ bọn tôi sẽ không còn nữa. Thằng đơn dây trưởng của khơi me đỏ, ra hàng anh trực tiếp, rửa từng vết xây sát, pha sữa cho uống, làm hắn cảm động, khóc rồi khai hết. Anh là một con người nhân hậu, thương lính, có đầu óc của người chỉ huy tầm cỡ, được mọi người kính trọng. Địch cho một dê chốt xung quanh giữ mấy xác anh. Ta đánh mấy lần nhưng chỉ chiếm được những chốt nhỏ. Đến ngày mùng 5 tháng 10 năm 78, dê hai bọn tôi luôn đánh chiếm cao điểm 112. Địch ở đó bỏ chạy, ta mới lấy được thi hài của các anh. Anh hợp to cao, nên thời gian đó lính kháo nhau Đài Nông Penh và đài BBC đưa tin đã tiêu diệt được một cố vấn Liên Xô. Tháng 12 năm 1979, anh được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Tính ra trong cuộc chiến ở chiến trường ca, quân đoàn 3 đã chịu nhiều tổn thất nhất, mất mát về cán bộ. Trước hết phải kể đến Thiếu tướng Kim Tuấn, tư lệnh quân đoàn, sư đoàn phó sư 10, sư phó sư 320, lữ phó lữ 7 và anh hợp tham mưu phó sư đoàn 31 đã hy sinh. Sau vụ anh hợp hy sinh, tôi cùng một số cán bộ trong trung đoàn đi bộ ra bầu cỏ tập huấn. Đến biên giới, gặp xe tải của Lữ Bảy cho đi nhờ. Qua cả tum gặp Lão Bình cùng xã đang ngồi ở quán. Thấy tôi hắn chạy ra, vẫy xe dừng lại, mừng rỡ nói. Tao được đi học sĩ quan rồi, sống rồi. Trước đó bọn thằng Hòa, Tứ cũng đã đi học các trường, mừng cho chúng nó Thế là tọa thoát chết. Đến trạm cách sư đoàn, tôi không xuống mà theo xe ra biêu điện thị xã Tây Ninh gửi tập thư của anh em và biêu phẩm đường sữa của anh Trường gửi về cho con mới sinh. Sau này ở chiến trường Vị Xuyên, khi đã có vợ, tôi mới hiểu được nỗi lòng của những người lính đã có vợ con mà phải đi chiến đấu nó như thế nào mới thấy thông cảm với các anh hơn. Ở trạm khách, tôi gặp bố anh Hồng ở thị trấn đô lương vào viếng mộ con ngồi với ông tôi chẳng biết nói gì để động viên thi thoảng ông lại khóc những giọt nước mắt của người cha trước sự mất mát không thể gì bù đắp nổi làm tôi sợ càng nghĩ nhiều đến cha mẹ mình hơn thằng việt cùng mấy đứa a trưởng ở trong xã từ trạm thu dung cũng đến thăm ông theo dự tính hôm sau chúng đưa ông lên thăm mộ anh hồng nằm trong nghĩa trang liệt sĩ ở sư đoàn ở xã thạch tây rồi về luôn tôi tranh thủ viết vài dòng thư nhờ đưa cho cha mẹ với ý muốn ông sẽ kể chuyện tận mắt gặp tôi đang lành lặn để mọi người yên tâm nhưng không hiểu sao ông không đưa thư vào anh hồng đi học sĩ quan thông tin bị đổ xe ở đèo mẹ bồng con hy sinh cùng một anh nữa ở xã cát văn thanh trường tôi quên mất tên hai anh lúc đó cũng thuộc quân số của A trưởng trung đoàn và bị báo tử là tử sĩ. Vì đó là tai nạn giao thông, trong khi cùng thời điểm, sư 341 quân đoàn 4 có một xe chìm phà ở Cần Thơ làm hai người chết, họ đều báo tử là liệt sĩ. Trước ngày đi học, anh Hồng đã điện cho bọn thông tin nhờ nhắn chúc chúng tôi ở lại mạnh khỏe, giữ được cái gáo để trở về. Quãng năm 1992 93 Gia đình anh là hồ sơ khiếu nại. Tôi đã làm công văn của cơ quan quân sự địa phương đề nghị đơn vị xem xét vận dụng nghị định về chết vì tai nạn, ốm đau, vùng có chiến sự, được công nhận là liệt sĩ. Nhờ anh Võ Thắng là tham mưu phó sư 31 cầm vào quân đoàn nhưng anh Mấm Người đã làm báo tử cho anh Hồng trước đây, lúc đó là phó phòng chính sách, không làm lại hồ sơ vì đã được Bộ Lao động Thương binh Xã hội lưu trữ. Anh mấm không sai vì chuyện đã an bài, nhưng sự nguyên tắc máy móc đến vô cảm của những người làm công tác chính sách đã sát thêm muối vào nỗi đau của gia đình anh Hồng và nhiều gia đình nữa. Thời gian chúng tôi đi tập huấn ở nhà D3 sau khi phối thuộc F320 đánh chiếm bản không tên được rút về đánh địch ở cao điểm 112. Địch chống trả kịch liệt, ta chỉ chiếm được một số chỗ nhỏ có trận anh đề dê trưởng người quỳnh lưu nghệ an đã cùng xung phong với bộ đội anh đã dùng súng b bốn bắn tung hầm địch diệt mấy tên làm cho lính phục sát đất c một cũng lùi về chốt ở tây nam điểm cao một linh năm có lần do lính c ba chủ quan buổi trưa đang ngồi đánh bài hút thuốc lào trong hầm bị địch bò vào đánh mất chốt ngày sau có xe tăng yểm hộ d một đã lấy lại được chốt Trận này xe tăng bị bắn hỏng pháo. D2 tham gia chiến dịch A78. Về quân số hao hụt nhiều, lại phải đi giải vây cho K9 tiểu đoàn 9. E977 ở khu rừng chuối ở tây nam cao điểm 105. Trong trận này, C6 đã đánh chiếm được chốt địch ở phía ngoài. Thông tin giữa D2 và K9 vẫn thông suốt, nhưng khi vào chốt K9 để liên lạc, thì cậu liên lạc đại đội bị lính K9 bắn chết, đau quá. Ở C5, Đinh Xuân Tứ, người Lạc Sơn đô lương và trung đội bị thương vong hết. Hắn to khỏe, mặc dù mất nhiều máu, vẫn cõng dìu được hơn chục anh em về hầm để bảo vệ, chờ lực lượng dự bị phía sau lên đưa về an toàn. C5 tổn thất nhiều, nên C7 phải san quân sang như Thắng, Thường Tín, Nghêu người Quỳnh Lưu, sang làm B phó, anh sang làm A trưởng, Đinh Dũng sang làm C phó. Vì vậy, cối và đại liên của đại đội cũng chỉ còn trang bị mỗi thứ một khẩu. Các bê trưởng trả M79 nhận AK. Thằng Thành dân biển Diễn Châu là A trưởng trinh sát nhưng có tật ngủ ngáy to quá không giữ được bí mật phải đưa xuống làm bê phó bê tôi. Tập huấn về đơn vị được mấy ngày bất ngờ chiều ngày mùng 4 tháng 10 ăn cơm xong toàn dê nhận lệnh cơ động. Chúng tôi được ô tô đến chở đổ xuống chân cao điểm 105 năm mà không biết mình đang đi đâu. Sầm tối, qua đỉnh 105 bên phía bắc đường 7, thấy lính xe cối 120 của A trưởng Trung đoàn và lính hai khẩu phòng 037 đang đào công sự. Đơn vị tạm dừng, quán triệt nhiệm vụ, mới biết đi đánh chiếm chốt địch. Tiểu đoàn thành một hàng dọc, im lặng theo chân trinh sát luồn rừng. Xuống hết dốc điểm cao 105 ông trời lại mưa tầm tã như đang cố vét những giọt nước cuối cùng đổ xuống trần gian cho hết lính choàng ni lông nắm lấy dây ba lô rồi lần mò nhích dần mặc ướt mặc kệ vắt đi vòng vèo trán chân quãng ba giờ sáng tạm nghỉ trừ những thằng gác cả đơn vị chùm ni lông kê ba lô ngủ ngồi thằng thành quả là danh bất hư chuyển vừa dừng chân có người chưa kịp ngồi đã nghe tiếng ngáy như sấm của nó, tôi phải lại lấy tay bóp mũi nó, rồi bảo nó cố đừng ngủ, kẻo ngáy lộ bí mật chết cả lũ. Nó ừ ừ, im lặng được tí, lại nghe thấy nó ngáy. Tôi đành ngồi bên gà gật, lúc nào tỉnh lại thúc nó tỉnh cùng mình. Mờ sáng, trời bớt mưa, đơn vị hành quân tiếp đến một chốt của E922, tôi đoán bọn trinh sát Dũng Lê nhầm đường vì chẳng ai dỗi việc nghĩ chuyện bắt bộ đội gian khổ luôn dừng suốt đêm chỉ để đến một cái chốt của ta lính hai đơn vị gặp nhau dì dầm chuyện trò có thằng hỏi quê quán nghe trả lời hắn hỏi tiếp có thằng lân lộc ở thị trấn nói giọng bác không tôi mừng rỡ hỏi thằng lân ở hầm nào thằng kia nói lân là văn thư ở đây vừa đi học sĩ quan hậu cần hôm trước làm tôi hơi tiếc vì Lân học cùng lớp với hàng xóm và có chị gái học cùng. Nếu gặp được hắn ở đây cũng hay. Chưa kịp hỏi tên, quê quán, thằng nói chuyện với mình, thì liên lạc đại đội đã gọi đi nhận nhiệm vụ mới. Chất ba lô lên nóc hầm của E922, gửi lại. Tầm 9 giờ sáng, đơn vị ra khỏi chốt, đi lên đoạn dốc thoai thoải, độ trên dưới 100m rồi bò vào tiếp cận trận địa địch ở dông điểm cao 120 nơi có rừng chuối và cao su, thằng lập C phó đi với B thằng tường, anh Minh và anh Tường đi cùng B9 của thằng Minh Đức người Hương Sơn đánh ở mũi chủ yếu. Đi theo hai anh là Ninh thông tin vô tuyến mang PRC25 và hai thằng thông tin hữu tuyến mang sau lưng mấy sừng bò đầy dây vừa bò vừa giải. Tôi chỉ huy trung đội Nằm thanh hàng dọc bên trái mũi chủ yếu trước mặt chỉ thấy bờ bụi, dày, che khuất, cố ép mình sát đất. Nhưng người cứ như kiến bỏ, mồ hôi vã ra, mặc dù trời vẫn mưa giả dích. Thời gian chờ nổ súng thật là dài. Độ nửa tiếng sau, pháo lớn từ phung khan bắt đầu bắn lên đỉnh và rông ở đông bắc. Tiếp theo cối 120, DK-75 của E và hai khẩu pháo phòng không 37 ly đặt trên điểm cao 105 nam hạ nòng dã xuống. Lần đầu nghe đạn 37 trúng cây, nổ từng loạt đạn, giống như đề cà rét, bắn liên thanh, váng cả óc. Không gian ẩm ẩm, khói đen mịt mù, chắc bọn địch đứa nào sống sót, hồn vía cũng lên trời. Khi pháo ta bắn phía A trưởng, thì địch ở phía ngoài bắn ra mấy quả đạn, khi bay kêu suy, vọt qua sau lưng đội hình đại đội, nhưng không nổ. Sau này có người nói, đó là đạn chống tăng M72 của Mỹ. Hướng chủ yếu hình như bị lộ, địch ném liều đạn ra, làm bị thương thằng lình. Pháo cấp trên bắn độ 30 phút thì ngừng, lúc này cối của D và C bắt đầu lạch cạch. Đạn nộ gần, mảnh bay vèo vèo, rơi cả vào đội hình. Tranh thủ chúng tôi bò dần lên. Lệnh sung phong, cả trung đội bật dậy, vượt qua mấy cây bụi lúp xúp, bất ngờ gặp bãi cây xấu hổ dày đặc, bùng nhùng, cao ngang mặt. Tiếng súng bộ binh đã nổ lên. Nhìn trái phải, đều có cây xấu hổ, không thể lui lại tìm được khác. Tôi vượt lên trước, cầm ngang khẩu súng AK, dùng cả báng và mũi súng, khua như múa để đập cây dọn đường. Mấy thằng mà AK bắt trước, dàn hàng ngang, ra sức, đập cho gai cào hết cả chân tay mặt mũi. Mấy đứa hỏa lực lặc lẹ đi theo sau. May là bãi xấu hổ chỉ rộng độ vài chục mét quả là một loại hàng rào có một không hai mà giáo trình huấn luyện của quân đội ta chưa được đề cập thoát bãi xấu hổ chúng tôi vượt lên gặp mấy căn hầm địch đã bỏ chạy có một xác miên mặc quân phục nhuốm màu đỏ đất nằm ngoẹo cổ chắc đây là quân chính quy vì không mặc quần đen như bọn khác chỉ không biết trước đây bộ quân phục nó mặc là màu gì vào bãi cao su phát hiện thằng địch đang bắn trung liên về hai trung đội bạn. Cả ba khẩu chống tăng đều bắn. xác địch tung lên. Thằng Hiền chạy lên thu chiến lợi phẩm. Nhưng súng đã nát nên nó vứt vào bụi, tính quay lấy lại sau. Thật may, nếu địch ở mấy hầm đó không chạy và thằng Trung Liên này phát hiện chúng tôi, có lẽ cả bọn đã lĩnh đủ khi đang cố vượt qua bãi xấu hổ. Mũi chủ yếu xung phong thi tài Người diễn châu, trúng đạn hy sinh. Một hầm có mấy thằng địch ngoan cố, chống trả khi bị lính ta ném lựu đạn vào. Minh Đức đang thu súng chiến lợi phẩm, cũng bị mảnh đạn vào đầu. Thằng Thế liên lạc, chạy nói với bê tôi, đánh ép sang trái. Vượt vào vùn chuối, thấy một thằng địch, mang máy thông tin, chạy nhấp nhô, cả bê đồng loạt bắn, nhưng không trúng. Nó chạy mất. Đang nghiêng AK, quét, tự nhiên Người tôi bị nhúi về phía trước Khụy xuống Lưng và mông như bị ai đó ném đá vào Đưa tay sờ Trời ạ, à, lại có máu Loài hoài không tự băng được Tôi hét Tao bị rồi Thằng Thanh chạy lại băng Hai vết nhỏ nhưng cũng phải dùng đến bốn cuộn băng của tôi Và hắn Anh em thấy tôi bị thương Chững cả lại nằm xuống Thành hét Thằng Sang cõng tôi ra thử co rỗi chân tôi bảo thành tao đi được không cần cõng đâu mày chỉ huy anh em đánh tiếp đi mặc kệ tao tôi hô anh em lên đi lên thằng thành cũng hô tiếp lên lên đi địch đã chạy dồn lên đỉnh nên cả hai bê tiếp tục truy theo mặc đạn nổ đâu đó tôi gắng gượng chống súng lê theo vệt đường có nhiều vết máu chẳng hiểu thằng thành băng bó thế nào mà tôi như bị đóng khố, vướng víu cùng với cái mệt, nên dọc đường phải nghĩ mấy lần. May được về đúng luôn phẫu tiểu đoàn, ở chốt của E922, ở đó lố nhố lính E922, đứng trên công sự xem đánh nhau. Một số vây quanh thương binh, thả súng vào đống của thương binh được tôi nằm vật bên cạnh mình Đức, cũng đang nằm lịm. Vậy là C7 có hai b trưởng đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Anh Hải đang nghe điện thoại, thấy tôi liền bỏ máy theo hắn, lên ngôi nhà hỏi thăm. Tôi mắt nhắm mắt mở, trả lời sơ qua tình hình mũi C7. Tiếng súng trên cao điểm 112 vẫn nổ gian. Tiểu đoàn đã tung C5 vào đánh bồi lên đỉnh. Vận tải đã lấy hộ ba lô rồi khiêng tôi xuống đường nhựa. Ở đó có ô tô chờ sẵn, cứ có được vài tháng, thương binh là chạy về. Hóa ra từ chỗ đánh nhau đến đường 7 chỉ hơn một cây số. Để đảm bảo bí mật cuộc tiến công, đơn vị đã không đi theo đường của lính E922, mà phải nỗ lực khổ cực, luồn lách, tránh địch, vòng theo suốt đêm qua. Xe chở chúng tôi về Phung Khanda, phẫu trung đoàn, được đặt dưới gầm một nhà sàn, có một góc trần và xung quanh quây vải trắng, làm phòng mộ. Nhiều thương binh đã được về đây Y bác sĩ đang tất bật, đi lại, phân loại, xử lý, sửa chữa. Tôi nằm sấp trên chiếc phản đặt dưới đất, bên cạnh là thận ở C6, bị mảnh nhỏ ở lưng. Hắn nhờ tôi và một thằng nữa đỡ ngồi dậy. Hai thằng gắng lắm mới đưa nó dựa được vào cột nhà. Ngồi một lúc thận hét to. Cứu! Cứu với! Cô này đang loay hoay cấp cứu thương binh, không ai nói gì. Thận vẫn hét lên một anh quay lại quát mày bị thương tí tẹo làm gì mà ầm ĩ lên vậy thận vẫn kêu thảm thiết thấy hắn ngáp ngáp tôi quát đề mẹ mấy thằng quân y coi cho hắn đi tiếng kêu của thận nhỏ dần rồi im lúc đó có hai người mới quay sang chỗ hắn nhưng không kịp thận đã tắc thở có lẽ mảnh đạn nhỏ làm tràn máu phổi nhưng không được hút ra kịp thời thận được đưa sang gầm sàn nhà bên cạnh nơi đó cũng đã có mấy đồng đội nằm thân thể họ được phủ vải trắng đó là số thương binh được đưa về nhưng không thể sống thận cùng nhập ngũ và huấn luyện tân binh với tôi khi sang lào mỗi người một ngả ba năm mới lại gặp nhau không ngờ lại trong tình cảnh này tiếng kêu của hắn ám ảnh nhiều người ra đến viện sư đoàn vẫn còn bàn tán quá trưa Xe vẫn đưa thương binh về. Qua chuyện tôi biết, ta đã làm chủ hoàn toàn điểm cao 112 và đang đánh phản kích. Do bỏ sát vào nên hướng C tôi thuận lợi hơn hướng C6. Thằng Anh mới sang C5 lại bị thương, được vận tải cõng ra dọc đường, bị trúng pháo cả hai hy sinh. Thằng Âu C5 đang tiến bị địch trong bụi chuối bắn trúng M79 vào lưng. Nhưng vì gần quá và trúng góc nào đó nên đạn không thể găm vào người, chỉ làm lưng hắn sưng vù và vẫn ở lại chiến đấu. Âu, để tính đường lùi sau thì có lẽ đã sống. Dê tôi đã đánh thiệt hại nặng một dê của địch. Hôm sau bọn địch chốt dưới khu vực xác anh hợp mất, thế phải rút. Công binh vào gỡ hàng trăm quả mìn đưa các anh về đất mẹ. Chiều chúng tôi được chờ ra viện sư đoàn Số bị nặng vẫn về sư đoàn gần đó, rồi lên máy bay về viện 175 ở thành phố Hồ Chí Minh. Lần này tôi không bị mổ và cắt lọc vết thương như lần trước. Có lẽ viện cũng chỉ có ít kinh nghiệm, không làm cẩn thận. Các vết thương cũng đỡ lành, tốn công, tuy lâu khỏi hơn. Họ chỉ sát thương vết thương rồi băng lại bằng băng dính. Nếu vết gai cào được bôi y ốt, làm mặt trông như hề tuồng sắp ra sân khấu. Ngày xưa, anh lính trong một bài hát gặp hoa tưởng trình nữ, thấy hoa nhớ người yêu rất xa. Còn chúng tôi cũng gặp cây trình nữ, nhưng không kịp nhìn hoa, phải tìm cách vượt qua và bị cao xót xa. Tội nghiệp cách chân phải, lần trước bị xuyên từ phía trước ra sau gần hết đùi, lần này lại bị chọc từ phía sau ra phía trước, đi lại phải nhờ nạng cái lưng đau cúi lên cúi xuống rất khó khăn. May mảnh đạn găm cạn, nếu sâu vào đốt sống, có khi phải nằm liệt giường, bán thân, bất toại, báo hại cha mẹ. Năm 1995, đau sau lưng, tôi nghĩ là cái nhọt. Đang ngồi trên giảng đường, nghe ngứa, gãi được một mảng to bằng hạt ngô, gói bỏ vào ba lô làm kỷ niệm, nhưng rồi rơi mất, tiếc thật. Viện 24 sư đoàn lúc này đã chuyển về nằm trong khu vực gần bầu cỏ. Mấy dãy nhà dài chật ních thương binh. Tiêu chuẩn ăn của thương binh là 1,8 đồng, gấp gần 2,5 lần tiêu chuẩn ăn của bộ binh. Ở đây đến bữa chia một mâm năm suất ăn chứ không phải 6 suất như thông thường. Ra hôm trước, hôm sau, tôi được mời Thế chân một thằng mới ra viện vào hội 6 người. Hội 6 người có nhiệm vụ cao cả là ăn chung một mâm năm suất còn một người cắt cơm cả ngày để lấy một hộp sữa ông thọ và hai hào chiến lợi phẩm này được đưa ra quán biến thành trà thuốc lá hay rượu tùy vào tình hình cứ vậy túi không có tiền nhưng cả hội ngày nào cũng có được vui thú ngoài quán viện có rất nhiều hội như vậy tồn tại lưu truyền hội nào có người ra viện khuyết chân hội viên buồn hẳn vì không có cách gì hơn để kiếm tiền đi quán trong hội có anh Lịch, thiếu úy, trợ lý tác chiến D3, lính tháng 8 năm 71, quê ở Vĩnh Phú, năm 1976, là bê trưởng của C10 cùng tôi. Có lần thương binh của D3 móc nối với đơn vị nào đó được 2 ba lô gạo mang đi chợ, bị dân quân xã sở tại bắt giữ vì tội buôn bán. Anh lên chỉ huy viện mượn súng ngắn, giày đen diện, rồi đeo xà cột ngang hông, đi khuỳnh khuỳnh vào xã xin. Dân quân nể họ tha cho. Khi bán gạo, anh được lại quả một ít. Cả hội được anh bao mấy bữa không phải dùng đến hội phí. Hết phần 10